Bởi tháng giờ lành đến rồi. Em hứa với anh sẽ cố gắng chăm lo mừng anh. Mặn gì ạ? Trời chồng mặn gì ăn? Ngủ tới 1-2 giờ chiều. Ăn cái tô còn bỏ. Mặn gì ăn đi. Hả? Trời hứa với anh sẽ lo mừng ăn. Mặn gì ăn? Mặn gì ăn? Về cứ về chắc nha. Họ bán cái gì nó cứ mày á.